Chào mừng quý vị trở lại với các chương trình phân tích tổng hợp chiến sự của chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với các chiến trường đầy nóng bỏng trên khắp thế giới. Cuối cùng điều gì đến cũng đã đến. Israel đã bắt đầu cuộc tập kích trả đũa dữ dội nhằm vào Iran. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện 3 đợt tấn công vào Iran vào ngày 25 tháng 10. Nhằm đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo mà Iran đã tiến hành nhắm vào Israel vào ngày 1 tháng 10, IDF đã nhắm mục tiêu vào khoảng 20 địa điểm quanh Tehran và miền Tây Iran, bao gồm các cơ sở phòng không quan trọng và các cơ sở liên quan đến chương trình sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Đặc biệt, IDF đã tấn công 4 hệ thống phòng không S-300, một hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất mà Iran đang vận hành do Nga sản xuất. Việc IDF tấn công các hệ thống này cho thấy những điểm yếu của S-300, đặc biệt khi đối mặt với các nền tảng hiện đại như tiêm kích F-35. IDF cũng nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng nổi bật như các tổ hợp Batin và Khorzia bên ngoài Tehran. Do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC và Bộ Quốc phòng và Hậu cần lực lượng vũ trang Iran quản lý. Các cơ sở này được Iran sử dụng để phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn. Trước đây, Iran đã từng sử dụng tổ hợp Batin để thử nghiệm thuốc nổ mạnh phục vụ cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Các thanh tra quốc tế từng phát hiện dấu vết uranium tại đây vào năm 2015, cho thấy khả năng của một lượng lớn uranium đã từng được lưu trữ tại khu vực này. Mặc dù các quan chức Iran phủ nhận các hoạt động liên quan đến hạt nhân tại đây, mặc dù hiện tại không có hoạt động hạt nhân nào được biết đến ở các tổ hợp Batin và Khorzia. Nhưng các cuộc tấn công của IDF có thể cản trở tiến trình hạt nhân của Iran, sẽ đến vai trò của các cơ sở này trong việc phát triển hệ thống mang vũ khí hạt nhân. Các cuộc tấn công của IDF cũng có thể làm gián đoạn khả năng của Iran trong việc chế tạo tên lửa và gửi chúng tới các đối tác như Nga, Hezbollah tại Liban và lực lượng Houthi. Ba nguồn tin giấu tên từ Israel đã cho Axios biết rằng IDF đã nhắm vào các thiết bị trộn tinh vi dùng để tạo nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tiên tiến, loại mà Tehran đã sử dụng trong các cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào Israel. Hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy nhiều tòa nhà tại các tổ hợp Batin và Khorzia đã bị phá hủy. Không có dấu hiệu của các vụ nổ thứ cấp cho thấy IDF nhắm vào các máy trộn công nghiệp thay vì kho chứa vũ khí. Cuộc tấn công vào Khorzia diễn ra sau khi chính quyền Iran mở rộng cơ sở này vào tháng 8 năm 2023 nhằm tăng cường năng lực sản xuất tên lửa. Các nguồn tin từ Israel nói Axios rằng Iran có thể sẽ phải mua thiết bị trộn mới từ Trung Quốc và quá trình này có thể mất hàng tháng, thậm chí hơn một năm, gây khó khăn cho Iran trong việc bổ sung kho tên lửa của mình trong cung cấp cho các đồng minh trong trục kháng chiến. Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran ngày 26 tháng 10 cho biết, chiến đấu cơ Israel trong đòn tập kích lúc rạng sáng đã phóng tên lửa từ không phận Iraq, cách biên giới Iran khoảng 112 km, nhằm vào các địa điểm quân sự, đài radar của nước này. Iran cho hay một số cơ sở quân sự của họ đã bị đánh trúng, nhưng chỉ chịu tổn thất nhẹ và nhanh chóng được khắc phục. Truyền thông Mỹ và Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay ba đợt không kích của Israel trong chiến dịch ngày ăn năn đã khai hỏa tên lửa. Máy bay không người lái UAV nhắm vào khoảng 20 mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Đợt đầu tiên tấn công hệ thống phòng không Iran, trong đó có hệ thống S-300 bảo vệ sân bay quốc tế Ismail Khomeini ở Tehran. Đợt thứ hai và thứ ba tập trung vào các căn cứ tên lửa, UAV và cơ sở sản xuất vũ khí của nước này. IDF cho biết đã điều động nhiều loại máy bay quân sự, trong đó có tiêm kích máy bay tiếp liệu và trinh sát cơ. Hiệp đồng không kích mục tiêu cách Israel khoảng 1.600 km. Chủ đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF tuyên bố toàn bộ máy bay đã trở về Israel an toàn sau chiến dịch phức tạp. Theo Jerusalem Post của Israel, hơn 100 máy bay của IDF, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35L, tham gia chiến dịch. Tiêm kích Israel ban đầu không kích các trạm radar ở Syria để ngăn Iran nhận cảnh báo từ xa, sau đó tấn công các mục tiêu ở Tehran và Kara và một số địa điểm khác. IDF tuyên bố chiến dịch giúp không quân Israel hành động tự do hơn ở không phận Iran, và họ có nhiều mục tiêu hơn để tấn công trong tương lai nếu cần. IDF cho biết sẽ sớm công bố thiệt hại mà Iran hứng chịu, và nước này đã phải trả giá cho các vụ tập kích nhằm vào Israel. Trang Wall Street của Mỹ đăng hình ảnh vệ tinh được công ty Planet Labs chụp cho thấy ít nhất có hai khu vực mà nhà máy Iran bị hư hại trong đòn tập kích, dường như do trúng tên lửa của UAV. Hiện chưa rõ IDF đã sử dụng loại tên lửa hay UAV nào trong đòn tập kích. Căn cứ Batin là nơi các nhà máy sản xuất nhiên liệu rắn cho động cơ tên lửa đạn đạo của Iran. Cơ sở này đi vào hoạt động năm 2021, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 1.500 km về phía đông. Nhà máy có thể là nơi sản xuất nhiên liệu cho các tên lửa đạn đạo Scud, Fatah 110 và Shepard.
căn cứ Batin từng xảy ra vụ nổ vào tháng 10 năm 2014, khi đó giới chức Iran cáo buộc tình báo Israel hoặc Mỹ tấn công phá hoại. Phân tích của Decker Ivelet, thành viên Trung tâm Phân tích Hải quân CNA ở Washington, ít nhất 3 tòa nhà chế tạo nhiên liệu và một nhà kho ở Batin đã bị phá hủy, trong đó có cơ sở máy trộn nhiên liệu tên lửa. Máy trộn nhiên liệu ở cấp độ công nghiệp là thiết bị rất khó mua, được quản lý xuất nhập khẩu chặt chẽ. Iran đã tốn rất nhiều tiền trong những năm qua để nhập khẩu những thiết bị này về nước. Họ sẽ mất thêm rất nhiều thời gian để thay thế những gì đã bị phá hủy, Ivelet nhận định. Trong khi đó, chuyên gia David Albright, cựu thanh tra viên vũ khí của Liên Hợp Quốc và nhà sáng lập Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ISIS ở Washington, cho rằng Israel đã phá hủy 2 tòa nhà chế tạo nhiên liệu và một tòa nhà khác ở Batin. Những tòa nhà này nằm gần một cơ sở từng bị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nghi ngờ thuộc chương trình vũ khí hạt nhân Iran, song đã đóng cửa vào năm 2003. Giới chức Iran cho biết ít nhất 3 căn cứ tên lửa thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC đã bị tấn công. Họ khẳng định phòng không Iran đã bắn rơi một số UAV mà Israel dùng để tập kích căn cứ Batin, song không tiết lộ thêm thông tin. Mạng xã hội cũng lan truyền video cho thấy Israel đã tập kích trúng một khu công nghiệp. Operatis, tài khoản xã hội X chuyên phân tích thông tin tình báo mở, đăng ảnh vệ tinh và định vị địa lý mục tiêu bị tập kích là ở thị trấn Sabzabas, phía nam Tehran. Nó có thể là cơ sở sản xuất thành phần UAV của Iran. Chuyên gia Everest cho hay đã được tiếp cận một số ảnh vệ tinh cho thấy Israel còn tấn công 2 tòa nhà sản xuất nhiên liệu tên lửa ở vùng Khajib, nằm gần thủ đô Tehran. Israel có thể đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lượng sản xuất tên lửa ở quy mô lớn của Iran, Everest nhận định. Người dân tỉnh Salat Aden ở miền bắc Iraq cũng đăng một số hình ảnh cho thấy các bộ phận tên lửa rơi xuống khu vực này. Đây dường như là tầng đẩy tách ra khỏi tên lửa Israel sau khi chúng được phóng đi trên không phận Iraq để tập kích mục tiêu tại Iran. Iran cho biết 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong 3 đợt tập kích của Israel nhằm vào các cơ sở quân sự ở quốc gia Hồi giáo. Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đã tổn thất 2 chiến binh trong lúc bảo vệ lãnh thổ trước các đợt tập kích của Israel. Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA hôm nay dẫn thông báo từ quân đội nước này. Iran cáo buộc Mỹ đồng lõa với Israel trong đòn tập kích do không phận Iraq được quân đội Mỹ kiểm soát toàn bộ. Những thông tin trong 24 giờ qua cho thấy Israel dường như chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran, cho thấy Tel Aviv đã nhượng bộ trước lời kêu gọi không leo thang từ phía Mỹ, không nhắm vào cơ sở dầu khí và hạt nhân của Tehran. Thiệt hại sau vụ tấn công dường như cũng nằm trong giới hạn mà Iran nhiều lần ám chỉ, giúp tình hình không leo thang thêm. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã thảo luận với các quan chức an ninh quốc gia về loạt diễn biến mới tại Trung Đông. Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ sẵn sàng bảo vệ Israel khỏi các đòn trả đũa tiếp theo từ Iran và các đồng minh. Tuy nhiên, ông cũng hy vọng những cuộc tập kích qua lại giữa Israel và Iran sẽ kết thúc tại đây, vì Israel chỉ tập kích mục tiêu quân sự. IDF đã tấn công một số vị trí ở Iraq và Syria ngay trước khi tiến hành tấn công Iran. Mục tiêu có thể là hệ thống radar cảnh báo sớm giúp Iran phát hiện trước các đợt tấn công của Israel. Trong những năm gần đây, Iran đã nỗ lực xây dựng một mạng lưới phát hiện sớm trải dài qua Iraq, Syria và Liban để cải thiện khả năng phòng thủ trước các cuộc không kích từ Israel. Các quan chức Iran và truyền thông nhà nước đã giảm nhẹ thiệt hại do IDF gây ra, tuyên bố rằng họ đã ngăn chặn máy bay Israel xâm nhập không phận và thiệt hại chỉ ở mức hạn chế. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã làm 4 sĩ quan thuộc lục quân Iran Astes thiệt mạng, có khả năng tại các điểm phòng không mà IDF tấn công. Bộ Ngoại giao Iran đã phản ứng, khẳng định Iran có quyền và nghĩa vụ tự vệ trước các hành động xâm lược từ nước ngoài. Trong khi đó, ngày 25 tháng 10, một nhóm dân quân mới do Iran hậu thuẫn tuyên bố hoạt động tại Ả Rập Saudi. Nhóm có tên là Kháng chiến Hồi giáo tại vùng đất Hai Thánh Địa tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một địa điểm trọng yếu chưa được xác định tại Israel. Tên của nhóm này có vẻ được lấy cảm hứng từ Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, một liên minh của các nhóm dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel trong những tháng gần đây. IDF chưa đưa ra bình luận nào về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này tính đến thời điểm hiện tại. Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah cũng đang có những diễn biến hết sức nóng bỏng. Lực lượng Israel đã phá hủy một tổ hợp ngầm chiến lược của Hezbollah tại Rab el-Talatin, đông nam Liban.
Vào ngày 26 tháng 10, Sư đoàn 98 và đơn vị kỹ thuật Jahalom của IDF đã sử dụng 400 tấn thuốc nổ để phá hủy tổ hợp lớn nhất của Hezbollah, từng được tìm thấy ở miền Nam Liban. Vụ nổ đã kích hoạt các cảnh báo động đất khắp miền Bắc Israel. Lực lượng Israel đã mất 2 tuần để đảm bảo khu vực và lập bản đồ của tổ hợp này, đường hầm chứa vũ khí và nguồn cung cấp cho hàng trăm tay súng Hezbollah. Các sĩ quan IDF cho biết họ đã gặp phải sự kháng cự từ các tay súng Hezbollah canh gác tổ hợp trong 2 ngày đầu chiến dịch. Hezbollah có khả năng đã xây dựng tổ hợp tại Rab el Palestin cho các cuộc tấn công nhắm vào Israel. Trong 15 năm qua, Hezbollah đã xây dựng tổ hợp này với chiều dài hơn 1,5 km. Tổ hợp có các phòng tủ lớn cho một đơn vị đặc nhiệm Raqqan tập trung và nhận lệnh. Quy mô, sự tinh vi và lượng vật tư của tổ hợp cùng với vị trí gần biên giới Israel-Liban cho thấy Hezbollah có thể sử dụng đường hầm này cho kế hoạch tấn công chinh phục Galilee nhắm vào Israel. Tương tự cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, tổ hợp cách khoảng 5 km so với hơn 20.000 người dân Israel đang sinh sống tại Kiryat Mona, cho phép Hezbollah nhanh chóng huy động và tấn công thị trấn này và các khu vực lân cận. Sư đoàn 98 của IDF tiếp tục các hoạt động rà soát ở đông nam Liban, chỉ đạo tấn công các tòa nhà quân sự của Hezbollah, tay súng và các điểm bắn tên lửa chống tăng. Các lực lượng của sư đoàn cũng phát hiện một số bệ phóng tên lửa sẵn sàng tấn công phía bắc Israel. Hezbollah tuyên bố đã thực hiện ít nhất 2 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng IDF ở khu vực hoạt động của sư đoàn 98 tại miền nam Liban. Sư đoàn 91 của IDF cũng tiếp tục các hoạt động rà soát đối đầu với các tay súng Hezbollah và thu giữ nhiều vũ khí, bao gồm 4 bệ phóng tên lửa đặt trên xe tải có khả năng bắn 160 quả tên lửa vào Israel. Sư đoàn bộ binh 288 dự bị của IDF cũng đã chỉ đạo các cuộc tấn công nhắm vào một nhóm Hezbollah hoạt động từ một kho vũ khí. Thông điệp của Israel khi tập kích mục tiêu quân sự Iran. Với đòn tập kích chính xác vào các mục tiêu quân sự ở Iran, Israel muốn đối phương hiểu rằng họ sẽ phải trả giá khi tấn công nước này. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, tất cả những bên đe dọa Israel và tìm cách leo thang căng thẳng khu vực sẽ phải trả giá đắt. Chúng tôi đã thể hiện khả năng và quyết tâm hành động. Israel đã sẵn sàng cả về mặt tấn công và phòng thủ để bảo vệ đất nước cùng người dân. Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari nói, cuộc tập kích đáp trả diễn ra sau hơn 3 tuần Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel. Đó là cuộc tấn công trực diện thứ hai của Iran vào Israel, sau khi Tehran tiến hành cuộc tập kích vào 300 máy bay không người lái và tên lửa hồi tháng 4. Các lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq, Syria, Lebanon và Yemen cũng đã nhiều lần tập kích lãnh thổ Israel trong năm qua. Israel còn cáo buộc Iran hậu thuẫn cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas vào miền nam nước này ngày 7 tháng 10 năm 2023, sự kiện làm bùng phát xung đột ở dải Gaza. Sassi Rasman, nhà phân tích của CBOS, nhận định hành động trả đũa của Israel có vai trò rất quan trọng. Nó gửi thông điệp tới Iran rằng các cuộc tấn công trực tiếp sẽ phải hứng đòn đáp trả. Vì ép người Israel phải vào hầm trú ẩn vì tên lửa đạn đạo sẽ phải trả giá, Rasman viết. Iran từng tiến hành nhiều cuộc tấn công ở khu vực trong thập kỷ qua. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2020 kết luận tên lửa do Iran sản xuất đã được dùng để tấn công các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Saudi năm 2019. Iran còn bị cáo buộc triển khai máy bay không người lái từ Chabahar để tấn công tàu thương mại ở vịnh Oman. Nước này là bên trang bị vũ khí cho Houthi để tấn công tàu hàng ở Biển Đỏ trong năm qua. Tehran cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào người Kurds ở Iraq, phóng tên lửa vào các nhóm vũ trang ở Syria và Pakistan. Tuy nhiên, các hành động đó của Iran thường không vấp bất kỳ hành động đáp trả nào, theo giới quan sát. Theo AFP, đang nói tới Tehran rằng họ không thể không chịu trách nhiệm sau khi phóng tên lửa tấn công lãnh thổ Israel, Rasman cho hay. Trong hơn 3 giờ, Israel tập kích các mục tiêu ở Iran với mức độ chính xác chưa từng có. Iran tuyên bố hệ thống phòng không tích hợp của họ đã đánh chặn thành công đòn tấn công, nhưng đồng thời cũng thừa nhận đã xảy ra thiệt hại trên mặt đất. Svikaslan, nhà phân tích của Spock, cho rằng việc tên lửa Israel xuyên thủng lưới phòng không Iran phát đi thông điệp rằng Tehran không phải là vùng đất bất khả xâm phạm. Klan thêm rằng đòn tập kích của Israel chỉ vào mục tiêu quân sự Iran đã đẩy Tehran vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Một là trả đũa Israel, nhưng lựa chọn này có thể khiến họ sa vào vòng xoáy xung đột, có thể phá hủy mọi thứ mà họ đã gây dựng. Phương án thứ hai là giữ im lặng và để Israel ăn mừng chiến thắng. Dù chọn cách nào, Iran cũng vướng vào thế khó do chính họ tạo ra. Slan nhận định, giới quan sát ở Israel cho rằng cuộc trả đũa của Israel không chỉ đơn giản là tấn công các mục tiêu quân sự, mà còn cho thấy Israel đang viết lại luật chơi của khu vực, tước đi lợi thế quân sự của Iran. Một thông điệp được gửi đến Iran và các lực lượng được nước này hậu thuẫn là Israel vẫn sẵn sàng bảo vệ chính mình, vươn tới những khu vực được cho là kiên cố nhất nếu điều đó cần thiết để bảo vệ người dân. Dư âm của cuộc tấn công sẽ không nhanh chóng phai nhạt. Chúng sẽ đánh dấu bước ngoặt, sự thay đổi có thể định hình lại cán cân quyền lực khu vực trong nhiều năm tới, Slans cho hay. John Renan, cựu giám đốc CIA kiêm nhà phân tích tình báo an ninh quốc gia cấp cao, cũng cho rằng Iran bị hạn chế về các lựa chọn trả đũa sau khi một số nguồn lực của nước này bị suy giảm vì các cuộc tấn công gần đây. Tôi nghĩ phía Iran nhận thức được rằng khả năng gây thiệt hại trong lãnh thổ Israel của họ thực sự khá hạn chế, ông Renan nói. Hãng tin Press TV dẫn thông cáo của lực lượng phòng không Iran nói rằng đòn tập kích của Israel chỉ gây thiệt hại hạn chế, không nghiêm trọng. Giới quan sát cho rằng đây dường như là cách Iran giảm nhẹ tác động từ vụ tấn công, nhưng cảnh báo những gì diễn ra có thể chỉ mới là giai đoạn đầu của một vòng xung đột mới giữa hai nước nếu Tehran quyết định đáp trả. Đối với Iran, cuộc trả đũa của Israel là điều chưa từng có suốt hàng chục thập kỷ. Kể từ sau chiến tranh Iran-Iraq năm 1980 đến năm 1988, Tehran chưa từng phải hứng chịu cuộc tấn công như vậy trên lãnh thổ. Giới lãnh đạo Iran không muốn bùng phát chiến tranh khu vực, đặc biệt khi xét đến hiện diện quân sự lớn của Mỹ, đồng minh của Israel ở Trung Đông. Họ hiểu rằng bất kỳ phản ứng tiếp theo nào của họ sẽ đưa nước này đến gần với chiến tranh hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể chấp nhận không đáp trả hay không? Danny Chisinovic, nhà nghiên cứu của chương trình Trung Đông thuộc Tổ chức Hội đồng Đại Tây Dương ở Mỹ cho hay, các nhà phân tích cho rằng tình hình có leo thang hay không phụ thuộc những hành động tiếp theo của Iran. Bây giờ quả bóng đang ở trên sân Iran. Nếu Iran có hành động quân sự sau cuộc tấn công trả đũa của Israel, tình hình có thể leo thang hơn nữa, Rajma nói. Kính thưa quý vị, diễn biến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để liên tục đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.